Đây 6 giờ sáng mùng 9 Tết, phà Cát Lái bắt qua sông Đồng Nai, đi từ quận 2 qua Long Thành, Đồng Nai. Đây là một những chuyến phà sớm. Đây bà con đang chờ trên phà. Chở cây mai đi dưỡng nè quý vị, ăn Tết xong á. Thì con sông Đồng Nai này nó chảy qua Cát Lái, xong rồi nó về Nhà Bè, nó gặp sông Sài Gòn ngay chỗ phà Bình Khánh á, và nó nhập lại thành sông Sòi Rạp. Thì sông Đồng Nai này dài khoảng 570 cây số, bắt nguồn từ đỉnh núi Lang Biang, Lâm Viên, Đà Lạt, chảy xuyên qua tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai. Và đây là con sông nội địa lớn nhất của Việt Nam, dài nhất của Việt Nam, đảm bảo đủ cái lượng nước ngọt cho vùng Sài Gòn Đông Nam Bộ sử dụng. Và ở vùng Biên Hòa có nhà máy nước trạm bơm Hóa An, và nhà máy xử lý đó là nhà máy nước Thủ Đức. Quý vị nhớ ngã tư Thủ Đức có nhà máy nước. Rồi phía trước màn hình đó là khu vực Tân Cảng, một trong những cái cảng lớn của Sài Gòn về xuất nhập hàng container. Quý vị thấy những cái cần cẩu đó là những cái 500 hút container đưa từ trên bờ xuống tàu và ngược lại. Khí hậu Sài Gòn hôm nay mát mẻ và nhiệt độ bây giờ khoảng 25 độ C, trời nhiều mây, bình minh đang lên quý vị, 6 giờ sáng. Quý vị thấy, nhìn thấy những cái tàu đang chờ nhận hàng á. Việc đi phà Cát Lái này vẫn còn. Ngoài ra nếu không thích đi phà thì quý vị từ Sài Gòn đi Long Thành, Vũng Tàu có thể đi đường cao tốc. Tuy nhiên bà con giữa hai cái bờ vẫn đi phà, nó tiện hơn. Từ đi đường cao tốc phải đi vòng. Đó, bên kia là toàn cảnh của Long Thành nè quý vị. Thấy những chiếc phà đang đậu đó không? Và ngày Tết lễ thì những chiếc phà này sẽ được tăng cường, vì bà con đi Vũng Tàu, nhất là những người đi xe gắn máy sẽ chọn đường phà này, nó ngắn hơn khoảng 30 cây số so với đi đường ở ba Vũng Tàu qua Thủ Đức. Và xe gắn máy thì cấm lên đường cao tốc, nên đường và phà Cát Lái là ngày lễ xe gắn máy rất là nhiều quý vị. Đó, giờ chuẩn bị cập bến nha. Vì thấy toàn cảnh của phà Cát Lái sáng mùng 9 Tết nè, cảng Tân Cảng đó. Đây, chuẩn bị cho xe gắn máy luôn. Áo phao nè quý vị. Bên kia thấy được những cái vó tép á, của bà con chài á, thấy rừng cây mắm, cây đước. Và sang kia thấy được thánh thất cao đài Long Thành nữa quý vị, Cát Lái đó.
ở Cô Đài cũng phát triển rất mạnh ở miền Nam. Khắp các tỉnh thành đều có thánh thất Cao Đài. Trụ sở chính là ở Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh. Bến. Lâu lắm rồi quý vị mới đi lại những con phà như thế này ở Việt Nam đúng không quý vị? Đó, những chiếc thoi đưa đi qua đi lại đó. Hoạt động 24/24. Quý vị về Sài Gòn đi Long Thành chơi để đi bằng đường phà quý vị. À, nhìn quanh kia là thấy cầu Phú Mỹ, thấy trung tâm quận 1 đó, thấy nhà máy xi măng Hồ Xiên quý vị. Ok, hẹn gặp lại, thank you.